Thói quen 2: bắt đầu bằng đích đến. Gợi ý áp dụng. Một, dành thời gian ghi lại những cảm tưởng của bạn về việc hình dung quang cảnh đám tang của chính mình. Bài tập ở đầu chương, bạn có thể tham khảo khung bên dưới để sắp xếp mạch suy nghĩ. 2. Dành vài phút và viết xuống các vai trò của bạn. Bạn có đang hài lòng với thực tại cuộc đời mình không? 3. Bố trí thời gian để tách biệt khỏi công việc hàng ngày và bắt đầu xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. 4. Đọc kỹ biểu đồ trong phụ lục A thể hiện những trọng tâm khác nhau và khoanh tròn những trọng tâm nào mà bạn thấy gắn với mình nhất. Chúng có tạo nên một kiểu mẫu hành xử nào đó của bạn trong cuộc sống không? Bạn có thấy thoải mái với những kết luận về bản thân mình rút ra từ phân tích đó? 5. Bắt đầu sưu tầm những câu nói hay, ý tưởng bạn có thể dùng làm tư liệu cho việc tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. 6. Nhận diện một viễn cảnh bạn sẽ gặp trong tương lai gần và vận dụng nguyên tắc của sáng tạo để viết ra kết quả bạn mong muốn và từng bước hành động dẫn đến kết quả đó. 7. Chia sẻ lại những nguyên lý của thói quen 2 cho gia đình hoặc nhóm làm việc và cùng với họ bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển tuyên ngôn sứ mệnh cho gia đình và nhóm làm việc ấy. Những hiểu biết mới về thói quen 2: bắt đầu bằng đích đến, viết bởi Sean Covey. Nhiều năm trước, tôi tham gia sự kiện họp mặt cựu sinh viên trường đại học Harvard. Và ngày hôm ấy, Clayton Christensen, một trong những nhà tư tưởng về quản trị vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, có một bài nói chuyện với hàng ngàn khán giả về chủ đề làm thế nào để đo lường được cuộc đời bạn. Thông điệp chính của ông là đừng phá hỏng nó. Clayton chia sẻ trong những người bạn cùng lớp của ông, một vài người bị gia đình ghẻ lạnh, những người khác phải vào tù và nhiều người đang sống bất hạnh. Nhưng thời đi học, không ai trong số họ từng nghĩ mình muốn con cái thấy xấu hổ khi nghĩ về cha tụi nhỏ. Hay mình muốn phạm tội, hay mình muốn sống trong đau khổ. Nhưng vì họ đã không suy nghĩ thấu đáo về điều gì là quan trọng và vì họ liên tục đưa ra những quyết định nhỏ mang tính thỏa hiệp trong một thời gian dài nên cuộc đời họ đã rẽ sang hướng mà họ không hề mong muốn. Clayton kể về công việc đầu tiên của ông tại một công ty tư vấn danh tiếng. Là một nhà tư vấn trẻ, ông làm việc chăm chỉ từ thứ hai đến thứ sáu và hết lòng vì đồng nghiệp và khách hàng. Nhưng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là không hề dễ dàng. Một ngày nọ, một trong những quản lý của Clayton yêu cầu ông tham gia họp vào Chủ nhật để chuẩn bị cho cuộc gặp khách hàng quan trọng vào thứ hai. Clayton dừng lại suy ngẫm và nói: "Xin lỗi, nhưng tôi không làm việc vào Chủ nhật. Tôi và vợ đã quyết định từ lâu rằng chúng tôi ưu tiên dành ngày này cho Thiên Chúa." Người quản lý cào nhào bỏ đi, nhưng sau đó quay lại: "Được rồi, tôi đã sắp xếp. Chúng ta sẽ họp vào thứ bảy." Một lần nữa, Clayton dừng lại suy ngẫm và nói: "Xin lỗi, nhưng tôi cũng không làm việc vào thứ bảy. Đó là ngày mà chúng tôi dành cho gia đình." Người quản lý tức điên lên và nói: "Thế anh có tình cờ đi làm vào thứ sáu không vậy?" Clayton chia sẻ, đó là một trong rất nhiều quyết định giúp tạo nên tính hiệu quả trong công việc, gia đình và cuộc đời ông nói chung. Ông biết rằng nếu lúc ấy ông thỏa hiệp làm việc cuối tuần, chỉ lần này thôi thì nó sẽ dẫn đến những lần khác. Qua thời gian, ông học được rằng việc sống theo nguyên tắc của bản thân 100% thời gian thì dễ hơn 98% thời gian. Ông kết luận, xác định điều gì là quan trọng đối với bạn và sống với nó mọi lúc. Sau bài nói chuyện của Clayton, cả khán phòng như nổ tung với tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong nhiều phút liền. Bằng cách riêng cho mình, ông đã giúp mọi người suy nghĩ sâu sắc hơn về định nghĩa của thành công và thực hành, bắt đầu bằng đích đến. Câu chuyện Clayton cho thấy rằng bạn sẽ không muốn leo lên đến đỉnh cái thang rồi mới nhận ra nó đã bị bắc sai bức tường. Như bạn có thể thấy, đối với cha tôi, sức mạnh của sứ mệnh và mục đích sống là rất lớn. Nhiều năm trước, ông nội của cha Stephen McCovey bị mắc kẹt trên vùng đồng bằng trong trận bão mùa đông tại bang Wyoming hẻo lánh.
Thời tiết lúc đó là âm 30 độ và ông cố, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Ông cầu nguyện, thưa Chúa, nếu Ngài cứu con đêm nay, con hứa một ngày nào đó sẽ xây một nơi cư trú ngay tại đây để bảo vệ những người lữ hành khác. Ông đã sống sót qua đêm đó và nhiều năm sau xây dựng một khách sạn tại Wyoming đặt tên là Covey Little American. Sau đó, ông mở chi nhánh thứ hai tại thành phố Salt Lake. Ông nội tôi tiếp quản khách sạn đó và ngay từ nhỏ, cha tôi đã được đào tạo để điều hành doanh nghiệp gia đình khi lớn lên. Nhưng khi vào đại học, cha tôi nhận ra rằng mình đam mê giảng dạy chứ không hề muốn làm kinh doanh. Lúc đầu, ông không dám chia sẻ điều này với cha, nhưng cuối cùng đã thua hết can đảm để nói: "Cha, con không muốn điều hành khách sạn của gia đình." Thật ngạc nhiên, ông nội tôi nói: "Con biết không, cha cũng chưa bao giờ thích làm kinh doanh đến thế. Con hãy đi theo đam mê của mình và trở thành một người thầy giáo." Và đó chính xác là điều cha tôi đã làm. Bạn thấy đấy, ngay từ khi còn trẻ, cha tôi đã có cảm nhận rõ ràng về sứ mệnh của mình. Ông có một bản sứ mệnh ngắn và cải tiến nó qua thời gian. Tôi không nghĩ là cha muốn tôi chia sẻ từng câu chữ trong đó, nhưng về cơ bản, sứ mệnh của ông là giúp khai phá tiềm năng con người và lan tỏa khả năng lãnh đạo dựa trên nguyên lý đến thế giới. Cha tôi cũng cảm nhận rằng tất cả mọi người đều có một sứ mệnh đặc biệt, một cống hiến độc nhất của riêng mình, và ông luôn cố gắng truyền đạt điều đó cho người khác. Tôi thường nghe cha nói những câu như: "Tôi nghĩ bạn sẽ là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc," hay "Tôi tin bạn sẽ là người kiến tạo hòa bình trong gia đình mình," hay "Bạn sẽ là một người cha tuyệt vời." Có lần tôi hỏi cha định nghĩa của ông về lãnh đạo, ông suy nghĩ một chút và nói: "Theo cha, lãnh đạo là cho người khác biết giá trị và tiềm năng của họ thật rõ ràng đến mức họ nhận ra những điều đó trong chính mình." Khi nghe điều đó, tôi đã khóc. Tôi nhận ra cha đã luôn khẳng định giá trị và tiềm năng của tôi, ngay cả khi tôi không nhìn thấy những điều đó trong chính mình. Cách lập ra bản sứ mệnh cá nhân. Cách tốt nhất để bắt đầu bằng đích đến là lập ra bản sứ mệnh cá nhân. Sau khi đọc thói quen 2, nhiều người thấy hào hứng làm việc này, nhưng vì bận rộn nên cứ mãi trì hoãn. Tuy nhiên, đó lại là việc quan trọng nhất, vì sứ mệnh cá nhân giúp định hướng cuộc đời và dẫn dắt mọi quyết định hàng ngày của bạn. Mấu chốt ở đây là đừng suy nghĩ nhiều quá và cố lập ra một phiên bản hoàn hảo ngay từ đầu. Thay vào đó, hãy bắt đầu viết ra và trau chuốt qua thời gian. Sau đây là một vài ý tưởng để bạn làm điều đó. Viết tự do. Ngồi xuống, bấm thời gian 15 phút và bắt đầu viết. Viết ra mọi ý nghĩ về việc bạn làm gì giỏi nhất. Sự tự nhận thức. Bạn cảm thấy mình cần làm gì. Đó là lương chi. Và bạn sẽ làm gì nếu có nguồn lực vô hạn, trí tưởng tượng. Điều quan trọng là viết liên tục cho đến khi hết thời gian. Sau đó bạn hãy đọc lại và chỉnh sửa để tạo ra phiên bản sứ mệnh cá nhân đầu tiên của mình. Tĩnh lặng. Dành ra một ngày để đến một nơi nào đó yên tĩnh và mang lại cảm hứng cho bạn, như công viên, đồi núi hoặc bãi biển. Ở đó, bạn hãy nghĩ về những điều quan trọng nhất đối với bản thân. Để có ý tưởng, bạn có thể viết ra câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới. Sau đó, bạn hãy tổng hợp và trau chuốt bản sứ mệnh cá nhân của mình. Nghĩ về một người có ảnh hưởng tích cực đối với cuộc đời bạn. Người đó có những phẩm chất gì mà bạn cũng muốn rèn luyện ở bản thân? Mô tả một thời điểm mà bạn được truyền rất nhiều cảm hứng. Nếu có thể, dành cả một ngày trong thư viện để nghiên cứu bất kỳ điều gì mình muốn, thì bạn sẽ nghiên cứu điều gì? 10 việc mà bạn đặc biệt thích làm là gì? Nghĩ về một thứ đại diện cho bạn, một con vật, một bài hát, một chiếc xe, một địa điểm. Tại sao bạn chọn thứ đó? Hoàn thiện. Bạn có thể thêm vào một câu trích dẫn, một đoạn nhạc hoặc đoạn thơ mà mình yêu thích. Khi tôi hướng dẫn các bạn tuổi tin lập ra sứ mệnh cá nhân,
tôi thấy chúng thường không thích viết ra câu chữ rông dài mà thích tô vẽ, cắt dán hình ảnh. Bạn cũng có thể làm như vậy. Sử dụng mẫu có sẵn. Nếu bạn cần thêm hướng dẫn, hãy truy cập trang web https://msb.franklincovey.com. Nó sẽ chỉ cho bạn từng bước cách thực hiện. Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi, nhấp in và bạn sẽ có một bản sứ mệnh cá nhân trong tay mình. Lần đầu tiên tôi lập ra bản sứ mệnh cá nhân là lúc học đại học. Giờ đây, qua khoảng 20 lần chỉnh sửa, nó đã ngắn hơn rất nhiều, chỉ còn lại một câu duy nhất nhưng vẫn đầy ý nghĩa đối với tôi. Việc làm rõ sứ mệnh cá nhân sẽ mang lại tác động lớn đến cuộc đời bạn. Khi còn là một đứa trẻ, Elizabeth Marx đã ước mơ sau này được phục vụ trong quân đội và vào năm 17 tuổi, cô được nhập ngũ. Cô bị thương nặng trong trận chiến Iraq và nỗi sợ lớn nhất của cô là bị xuất ngũ. Marx viết ra sứ mệnh cá nhân của mình, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, trên một trang giấy và mang theo nó trong suốt quá trình hồi phục đầy khổ sở của mình. Cuối cùng, cô trở thành vận động viên bơi khuyết tật, phá vỡ nhiều kỷ lục, được nhận vào chương trình đào tạo vận động viên quốc gia và được quân đội Hoa Kỳ chứng nhận đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ vào tháng 7 năm 2012. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi nhớ có lần cha tôi triệu tập một cuộc họp gia đình. Các con, chúng ta sẽ lập ra bản sứ mệnh gia đình. Nghe vậy, chúng tôi bắt đầu than vãn rên rỉ, không nản lòng, cha tiếp tục. Đây giống như bản hiến pháp của gia đình và cha cần sự đóng góp của các con. Khi đến lượt mình, tôi nói, chúng ta là gia đình đỉnh nhất và chúng ta sẽ đá bại các gia đình khác. Dĩ nhiên, câu đó không được vào chung kết, nhưng chúng tôi đã gặp thêm rất nhiều lần nữa để hoàn thiện bản sứ mệnh gia đình như sau. Gia đình chúng ta là nơi vui chơi và thư giãn, học hỏi và phát triển để nuôi dưỡng các thành viên trở thành những người có ích cho xã hội. Mặc dù khi đó là một cậu bé vô tư, nhưng tôi nhớ quá trình lập ra bản sứ mệnh gia đình đã làm cho tôi cảm thấy như thế nào. Tôi cảm thấy mình là một phần quan trọng của gia đình và chúng tôi cùng hướng về những điều tốt đẹp. Và dù chúng tôi có những nhiều vấn đề như bao gia đình khác, nhưng bản sứ mệnh giúp chúng tôi có được văn hóa hòa thuận và vững vàng, nơi mà các thành viên quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cũng như sẵn lòng xin lỗi và tha thứ. Kể từ đó, tôi đã thấy nhiều bản sứ mệnh gia đình tuyệt vời. Gia đình một người bạn với bốn đứa con của tôi có bản sứ mệnh trông giống như một bản hiến pháp đồ sộ treo trên tường với khoảng 2.000 chữ. Mặt khác, gia đình cậu mợ tôi có bản sứ mệnh với chỉ 5 chữ, không có ghế nào trống. Thậm chí, gia đình một người bạn Đan Mạch của tôi có bản sứ mệnh với chỉ một chữ, Helsingfors, tên ngôi nhà của họ. Nhưng đối với họ, nó chứa đầy ý nghĩa. Bản sứ mệnh tổ chức không chỉ để treo tường. Bản sứ mệnh tổ chức thường bị chỉ trích vì chúng thường chỉ là những câu văn sáo rỗng treo trên tường mà chẳng ai sống theo, do một vài người trong ban lãnh đạo lập ra rồi áp đặt cho nhân viên cấp dưới. Nhưng nếu cả đội ngũ cùng tham gia lập ra bản sứ mệnh thì nó sẽ mang lại tác động rất lớn. Có những bản sứ mệnh tổ chức truyền cảm hứng đến mức bạn có thể cảm nhận được nó toát ra từ con người, sản phẩm, dịch vụ của họ. Hai ví dụ điển hình là IKEA, tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới, và American Girl, công ty sản xuất đồ chơi trẻ em hàng đầu thế giới. Tôi đã mua rất nhiều đồ nội thất từ IKEA và rất nhiều búp bê từ American Girl. Và bản sứ mệnh của họ mô tả trải nghiệm mua hàng của tôi một cách hoàn hảo. IKEA. Sứ mệnh của IKEA là cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Chúng tôi làm điều này bằng cách cung cấp những sản phẩm nội thất có chất lượng, đẹp mắt với mức giá thấp nhất để nhiều người có thể mua và sử dụng. American Girl. Chúng tôi giúp những em bé gái nhận ra giá trị của bản thân thông qua những nhân vật búp bê với những đức tính tốt đẹp,
như sự trung thực, sự dũng cảm, tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Nhưng có lẽ sự chuyển đổi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy từ việc lập ra bản sứ mệnh tổ chức chính là AB Cooper, trường tiểu học công lập ở Raleigh, Bắc Carolina, nơi có một nửa số học sinh sống trong hoàn cảnh nghèo hoặc cận nghèo. Năm 2000, ngôi trường này gặp vô số khó khăn và Muriel Summer được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trường có thể nhận 800 học sinh nhưng chỉ có 300 em ghi danh. Cơ sở vật chất thì bừa bộn, cha mẹ thì không hợp tác, giáo viên thì không hào hứng và những đứa trẻ cảm nhận được điều đó. Cuối cùng, vị chủ tịch trường nói với Muriel: "Tôi e là chúng ta sẽ phải đóng cửa trường thôi." Muriel cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Cô đáp: "Anh có thể cho tôi thêm một năm không?" Và nhận được câu trả lời: "Tôi sẽ cho cô thêm một tuần để nghĩ ra ý tưởng mới." Muriel nảy ra một ý tưởng và chia sẻ với đội ngũ của mình: "Tại sao chúng ta không ra ngoài kia và hỏi phụ huynh xem họ muốn con mình học được những gì ở trường?" Họ đã làm như thế và nhận được những câu trả lời như: "Chúng tôi muốn con mình rèn luyện được tính tự lập, trách nhiệm và chủ động. Chúng tôi muốn chúng biết cách lập ra mục tiêu, giải quyết vấn đề, cân bằng cuộc sống, giao tiếp, làm việc nhóm và hòa giải mâu thuẫn." Sau khi tổng hợp, Muzien và đội ngũ của mình cảm thấy những câu trả lời ấy có thể được gói gọn trong một cụm từ duy nhất: năng lực lãnh đạo. Họ lập ra bản sứ mệnh mới và treo nó ở ngay trung tâm trường. Sứ mệnh của ABCOM là phát triển năng lực lãnh đạo bên trong mỗi đứa trẻ. Điều đó không có nghĩa là đào tạo học sinh trở thành những CEO tương lai, mà là giúp chúng trở thành những nhà lãnh đạo trong chính cuộc sống hàng ngày ở nhà và ở trường của mình. Vị chủ tịch trường thích điều đó. Nhưng thực hiện việc này bằng cách nào? Vài năm trước đó, Muzien tham gia chương trình 7 thói quen do cha tôi dạy. Trong lúc nghe giảng, cô mải suy nghĩ: tại sao phải đợi đến khi người ta lớn rồi mới dạy họ những kỹ năng này? Tại sao không dạy chúng cho con trẻ? Do vậy, trong giờ giải lao, Muzien thu hết can đảm và hỏi cha tôi: "Tiến sĩ Covey, ông có nghĩ rằng chúng ta có thể dạy những điều này cho trẻ con 5 tuổi không?" Cha tôi ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười và nói: "Tôi cho rằng hoàn toàn có thể. Nếu cô làm điều đó thì hãy cho tôi biết kết quả nhé." Do đó, Muzien và đội ngũ của mình quyết định đưa 7 thói quen vào chương trình học và các hoạt động trong trường. Những câu nói truyền cảm hứng được treo dọc dãy hành lang, những sự kiện được lấy chủ đề có liên quan đến năng lực lãnh đạo. Bạn có thể nghe thấy ngôn ngữ 7 thói quen ở bất kỳ đâu. Mỗi học sinh có một cuốn sổ với những mục tiêu và kế hoạch. Mọi đứa bé đều được trao cơ hội thực hành kỹ năng lãnh đạo trong những tình huống khác nhau, như chào mừng các bạn vào lớp, thông báo trên loa phát thanh hay đón tiếp khách đến trường. Việc làm này sớm nhận được kết quả, sự tự tin của học sinh tăng lên và những vấn đề liên quan đến kỷ luật giảm xuống một cách rõ ràng. Phụ huynh cũng nhận ra sự thay đổi này ở con cái họ. Chỉ trong vài năm, điểm số học tập trung bình tăng từ 8,4 lên 9,7, số lượng ghi danh tăng lên từ 300 lên 800 học sinh, với một danh sách chờ dài, tinh thần và sự gắn kết của giáo viên và phụ huynh đạt mức cao. Và vào năm 2005 và 2014, ABCOM, ngôi trường công với một nửa số học sinh sống trong hoàn cảnh nghèo hoặc cận nghèo, được xếp hạng là trường tiểu học tốt nhất tại Mỹ. Ngày nay, hàng ngàn nhà giáo dục từ khắp thế giới đã đến ABCOM để học hỏi cách làm của họ, và hơn 5.000 trường trên 50 quốc gia đã áp dụng mô hình của ABCOM với tên gọi Nhà lãnh đạo trong tôi, mang lại ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của hơn 2 triệu học sinh toàn cầu. Khi Muriel Summer và đội ngũ của mình lập ra bản sứ mệnh tổ chức, họ đã không hề biết rằng họ sẽ có thể tác động đến thế giới nhiều như thế nào. Đây là thử thách của tôi dành cho bạn. Đừng đọc xong chương này mà không lập ra một bản sứ mệnh cá nhân. Dài hay ngắn, hình ảnh hay chữ viết, tất cả đều không quan trọng. Hãy lập ra bản sứ mệnh phù hợp nhất với mình, đại diện cho những ý muốn cao đẹp nhất bên trong mình. Bên cạnh đó,
ở gia đình và công việc, bạn hãy đề nghị mọi người cùng ngồi lại để lập ra bản sứ mệnh chung. Sau đó, hãy xem việc làm này mang lại tác động như thế nào đến cuộc đời mình.